Tiếp theo đây là chúng ta sẽ học về cách xây dựng làm sao có một phòng làm việc vừa khoa học, vừa kích hoạt cho chúng ta được về khai thông về tài vận và thăng quan tiến chức trong công việc. Điều đầu tiên là cách bố trí về chỗ ngồi. Chúng ta phải bố trí bàn làm việc thứ nhất là sau lưng, thường là phải có một bức tường chắc chắn để chúng ta có thể ngồi dựa vào tường, và đằng sau không có một ai đó có thể gây cho chúng ta là phải chú ý. Có những bạn thì do những cái không gian quá hẹp, chúng ta bố trí phòng làm việc thì cứ ngồi đối lưng vào nhau, thì điều đó là điều tối kỵ. Và nhất là khi chúng ta sắp xếp các phòng làm việc ở trong cơ quan thì tuyệt đối không nên để các cái bàn làm việc ngồi thứ nhất quay mặt thẳng vào bức tường, sau đó sau lưng thì đối lưng vào nhau. Thứ nhất, sau lưng đối vào nhau thì sẽ làm cho các cái đồng nghiệp là họ sẽ luôn phải phòng thủ nhau, sợ là mình làm cái gì người khác nhìn thấy. Thứ hai, bàn làm việc mà ngồi chúng ta quay thẳng vào tường thì chúng ta sẽ không có tương lai, thì nhìn thấy công việc nó luôn tối tăm. Vì vậy phòng bàn làm việc chúng ta phải nhìn, thứ nhất là nhìn về một cái không gian, có không gian, khoảng cách không gian tới bức tường tối thiểu là từ 2 đến 3 mét trở ra. Đó, nếu mà nhìn ra được có một cái view kính đẹp nữa thì quá tuyệt vời. Tiếp theo nữa, bàn làm việc là chúng ta ngồi là không được quay thẳng ra cửa phòng ra vào. Có nhiều bạn thì tiết kiệm cái diện tích thì ngồi cửa mở cái vào phòng làm việc luôn. Đó là đại kỵ. Tất cả khí xấu nó ùa hết vào. Vì vậy khi chúng ta kê bàn làm việc là phải quay làm sao mà không được thẳng ra cửa ra vào. Tiếp theo nữa, phòng làm việc thì chúng ta phải có đầy đủ 4 yếu tố. Thứ nhất, ánh sáng. Ánh sáng thì vừa đủ tầm mắt, và chúng ta phải để ánh sáng là khuếch tán ở hai bên, làm sao cho nó phân phối hài hòa, và chúng ta ở góc nào cũng thấy phòng căn phòng sáng rực lên, chứ không đừng có góc tối, góc sáng. Tiếp theo nữa là khi chúng ta ngồi làm việc thì không được bố trí là làm sao ấy để cho cái các cái vật sắc nhọn, ví dụ như có những bạn trưng những cái trụ hay những cái cột, những cái đà nhà nó chĩa thẳng vào mặt mình, thì khi chúng ta bố trí bàn làm việc phải tránh xa được những cái điều đó. Và trên bàn làm việc thì chúng ta nên bố trí như sau. Thứ nhất, bên tay phải của chúng ta lúc nào cũng phải sạch sẽ. Các bạn nhớ là trong cái việc bố trí các cái vật dụng trên bàn làm việc thì bên tay phải chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải sạch sẽ, đừng có để quá nhiều thứ, hồ sơ giấy tờ. Có những bạn thì lúc nào cũng để một cái kệ 3 tầng đầy hết giấy tờ ở trên tay phải của mình. Nếu như các bạn luôn luôn để bên tay phải quá nhiều giấy tờ như vậy thì công việc chúng ta luôn bị ách tắc, không có hành thông được và luôn luôn gặp nhiều vấn đề trục trặc trong công việc. Vấn đề thứ hai nữa là trên bàn làm việc thì chúng ta đừng để quá nhiều thứ đồ trang trí. Chúng ta chỉ cần có 4 thứ quan trọng. Thứ nhất, một là cái điện thoại bên tay trái để kích hoạt cái việc thông tin liên lạc. Thứ hai, một cái máy tính. Thứ ba là cái hộp đựng công cụ, dụng cụ làm việc giống như là bút và các cái phương tiện để chúng ta sử dụng hàng ngày. Và vấn đề thứ tư nữa là cái kệ để hồ sơ. Đó, tốt nhất là chỉ nên để như vậy thôi. Còn nếu như các bạn nào mà chơi về phong thủy thêm nữa thì chúng ta có thể để một số cái vật để kích hoạt phong thủy ở trên bàn. Thì trong cái phần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là để những vật phẩm phong thủy như thế nào cho nó phù hợp. Nhưng trên bàn làm việc thì tôi lên tư vấn cho tất cả các bạn là chỉ để đúng 4 thứ như tôi vừa nói. Ngoài ra những thứ khác các bạn nên dẹp đi. Ngay từ ngày hôm nay các bạn có thể về, các bạn có thể sửa soạn lại cái bàn làm việc của mình ở nhà và ở công ty và sắp xếp cho nó ngăn nắp trở lại. Những cái thứ gì mà không dùng đến phải vứt đi ngay. Những cái gì đã xong rồi chúng ta phải thu xếp nó lại và để vào một nơi lưu, tủ lưu hồ sơ, chứ chúng ta đừng có để bày bừa hết tất cả. Tiếp theo nữa, ở xung quanh cái bàn làm việc của chúng ta thì chúng ta phải nên nhớ rằng chúng ta nên trang trí những cái bức tranh để kích hoạt tài vận, giống như là thuyền buồm, bức tranh thuyền buồm thuận buồm xuôi gió, hay là bức tranh về những bầy ngựa đang tăng tốc, hoặc là chúng ta có thể trang trí những bức tranh về cái công việc của chúng ta, về những cái công trình mà chúng ta đang xây dựng thành công, thì chúng ta phải lấy đó là trang trí trong cái phòng làm việc của chúng ta, để chúng ta lấy đó là những cái thành tích chúng ta đạt được và chúng ta nhìn vào đó để mà cố gắng. Tiếp theo nữa, chúng ta có thể để những bức tranh về những cái người đại danh hài
hay là những cái người vĩ nhân để chúng ta từ đó mà học tập, nâng cao ý chí. Hoặc là bạn có một cái thần tượng về ai đó thì chúng ta lên để một bức tranh về người đó để chúng ta lấy đó làm cái gương học tập. Hoặc nếu như có một số bạn thì rất là yêu thương vợ con thì có thể trưng những bức tranh nhỏ nhỏ vợ con hoặc là người yêu của mình trên bàn làm việc để cho chúng ta lúc nào cũng hướng tới những người thân yêu của mình. Nếu như các bạn biết kích hoạt tốt cái bàn làm việc và cái phòng làm việc của mình một cách khoa học thì tôi tin chắc rằng các bạn ngay từ ngày mai sẽ có những cái để khai thông tài vận trong năm mới, và chúc các bạn bố trí phòng làm việc một cách thành công. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái phần hướng dẫn về bố trí phòng làm việc. Sau đây thì chúng ta sẽ kết thúc học phần về bố trí phòng làm việc và chúng ta sẽ chuyển sang một học phần tiếp theo, đó là bố trí về phòng ngủ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.